hé mở hành trình phá án, thảm sát 5 người trong một nhà. Lực lượng công an phân tích hiện trường nhanh, chính xác để nhận định hung thủ và lên kế hoạch truy bắt rất nhanh. Ngày 18 tháng 2, mùng 3 Tết, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự PC45, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi bắt nghi phạm Nguyễn Hữu Tình, sinh 29 tháng 1 năm 2000, ngụ huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ vụ án thảm sát 5 người trong một gia đình tại căn nhà 131/48 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Những nạn nhân gồm ông Mai Xuân Trinh, 46 tuổi, chủ căn nhà 131/48, bà Mai Thị Hồng, 37 tuổi, vợ ông Trinh, cháu Mai Xuân Triệu, nam, 13 tuổi, cháu Mai Huyền Diệu, nữ, 11 tuổi, và cháu Mai Huyền Diệp, nữ, 6 tuổi, đều là con của vợ chồng ông Trinh. Khoảng 11 giờ 30 ngày 15 tháng 2, 30 Tết, công an phường Bình Hưng Hòa nhận tin báo của người dân về trường hợp căn nhà 131/48 đã 2 ngày không thấy mở cửa, có mùi hôi bên trong. Tổ công tác công an phường Bình Hưng Hòa đến kiểm tra, phát hiện cửa nhà 131/48 không khóa chặt mà chỉ khép hờ. Tổ công tác gõ cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời nên mời tổ trưởng tổ dân phố đến phối hợp kiểm tra. Khi tổ công tác mở cửa căn nhà, phát hiện thi thể bà Mai Thị Hồng trên ghế salon, mặt úp vào tường, trên người nhiều vết đâm. Căn nhà một trệt một gác gỗ, vừa ở, vừa kết hợp làm xưởng cơ khí, gia công máng xối inox. Do căn nhà nuôi chó béc dê nên công an chưa thể tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi khi nhận tin báo. Điều này nhằm tránh chó béc dê tấn công, xáo trộn hiện trường, ảnh hưởng công tác điều tra. Sau khi tăng cường lực lượng, cảnh sát đã vô hiệu hóa chó béc dê. Khi đó lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 4 tử thi tại 3 phòng trên gác gỗ, ông Trinh và 3 đứa con. Nhận tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo nhiều phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh và đích thân thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo. Qua khám nghiệm hiện trường, tất cả nạn nhân đều bị sát hại bằng hai loại hung khí sắc bén, có kích thước khác nhau. Thu giữ tại hiện trường, hai con dao, một con dao Thái Lan và một con dao cán nhựa dài khoảng 30cm, có dính máu, khớp với đặc điểm hung khí gây án. Từ công tác ghi nhận lời khai hàng xóm căn nhà và biện pháp nghiệp vụ khác, công an phát hiện một số tài sản của vợ chồng ông Trinh bị mất, trong đó có xe máy URS. Kết hợp tình tiết khác, công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản và hung thủ ra tay tàn độc. Hung thủ là ai, một người hay nhiều người ra tay sát hại? Là những câu hỏi thôi thúc công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng phân tích, điều tra ngay trong đêm 15 tháng 2, 30 Tết. Rất đông cán bộ, chiến sĩ nhiều đơn vị nghiệp vụ được huy động phá án nhanh nhất có thể, dù không phải ca trực của mình, và họ bàn giao việc đón giao thừa cho gia đình để làm nhiệm vụ. Kết quả khám nghiệm hiện trường, công an nhận định hung thủ sát hại là người quen với gia đình nạn nhân. Bởi khi xảy ra vụ việc, chó béc dê không phản ứng với hung thủ gây án. Có người gặp ông Trinh lái xe tải của mình đến gửi tại bãi xe gần nhà lúc 18 giờ 30 ngày 12 tháng 2. Công an phân tích các nạn nhân bị giết trên 48 giờ, khoảng thời gian tối ngày 12 tháng 2 đến rạng sáng 13 tháng 2. Thứ tự bị giết là ông Trinh, kế đến là bà Hồng bị truy đuổi, từ trên gác xuống đất, bị giết dưới đất và cuối cùng là 3 người con. Công an còn trích xuất hàng loạt camera gần khu vực căn nhà, ghi nhận rất nhiều lời khai người dân và thu thập nhiều thông tin quan trọng. Từ đó làm cơ sở khoanh vùng, xác định nghi phạm. Lần lượt những người tình nghi bị loại dần, công an tập trung nhóm người làm công cho gia đình ông Trinh. Kết quả có 3 người thợ quê Thanh Hóa đã về quê ăn Tết trước thời điểm gia đình ông Trinh bị sát hại. Còn lại một người thợ tên Tình ở lại căn nhà làm việc đến ngày 12 tháng 2. Đối chiếu dấu vân tay, mẫu máu, ADN tại hiện trường, công an xác định người thợ tên Tình là nghi phạm số 1 của vụ án. Trong quá trình gây án, hung thủ cũng bị thương tích. Tuy không đăng ký tạm trú, nhưng công an nhanh chóng xác định lai lịch là Nguyễn Hữu Tình, sinh ngày 29 tháng 1 năm 2000, thường trú tại ấp Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Công an cũng xác định nickname trên Facebook của Tình là Si Tình để thu thập thông tin. Trong quá trình sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Tình không có giấy tờ tùy thân. Trước đó Tình bị từ chối đăng ký tạm trú tại huyện Bình Chánh và tại quận Tân Phú. Tình làm việc cho vợ chồng ông Trinh khoảng 2 tháng qua.
thời điểm công an đang điều tra tại hiện trường, số điện thoại mà Tình đang sử dụng hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 2, khi báo chí đăng tải thông tin rất nhiều, Tình cũng khóa máy, mất tín hiệu. Điều này củng cố độ chính xác trong việc xác định nghi phạm. Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tử thi, ráng hoàn thành trước 0 giờ ngày 16 tháng 2 để ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân xung quanh đón Tết. Xót xa trước cảnh gia đình bị thảm sát, ngay trong đêm 30 Tết, công an cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân phối hợp liên hệ thân nhân, gia đình của vợ chồng ông Trinh để lo hậu sự chu đáo cho các nạn nhân. Đồng thời công an tăng cường, triển khai rất nhiều lực lượng chia làm nhiều tổ công tác, lên kế hoạch truy bắt Tình ngay trong đêm 15 tháng 2, đêm 30 và rạng sáng 16 tháng 2, mùng 1 Tết. Thông tin công an thu thập, khoảng 23 giờ 30 ngày 15 tháng 2, đoán biết hành vi của mình đã lộ, Tình chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh bỏ trốn. Nhiều mũi trinh sát lần theo dấu vết Tình suốt đêm giao thừa, xác định hướng về tỉnh Long An và khả năng Tình ở lại tỉnh Long An chứ chưa về quê An Giang. Để truy bắt Tình, lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự C45, Bộ Công an cũng được điều động phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an nhiều tỉnh thành khác. Các lực lượng rào chắn tại cửa khẩu biên giới các tỉnh An Giang, Long An, Tây Ninh để phòng nghi phạm trốn qua Campuchia. Đến trưa 16 tháng 2, mùng 1 Tết, một tổ công tác phát hiện Tình đang ở tại một địa điểm thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trên tay của Tình bị thương tích, như phân tích trước đó, bên cạnh có xe máy URS của vợ chồng ông Trinh. Ngay lập tức, trinh sát tiếp cận, bắt gọn không cho Tình có cơ hội phản ứng hay chống trả. Sau đó, Tình được di lý từ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An về công an thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, trước những chứng cứ rõ ràng, Tình cúi đầu nhận tội đã sát hại gia đình ông Trinh và cướp tài sản. Bước đầu, Tình cho rằng một mình tự gây án và động cơ là do tức giận bà chủ Hồng hay chửi mắng, đối xử không công bằng với Tình trong quá trình làm việc. Từ đó, Tình lên kế hoạch sát hại khi gia đình ông Trinh đang ngủ, lúc rạng sáng 13 tháng 2 và cướp tài sản.